được tai sò của mình như này, nhân giống nhá. Hôm nay là buổi đầu tiên này, có gái đến tìm rồi. Còn cho cái này thì đặc biệt là thích mèo, đang vướng chân. Cho cái này thì dữ lắm, mình dày, đuôi bông lau, bốn chân là không hiền đề. Này, con này lần trước là mình đã cách đây khoảng 3 tháng là mình đã bắt 7 con của nó đấy, nó đẻ 7 con đấy. Đấy, hôm nay giới thiệu với anh em một chiến binh nữa nhá. Chiến binh này có tên là Bi. Chó này mình mua ở Bắc Cạn về. Đây là một chiến binh săn rắn và săn cầy cáo. Còn thú to thì chưa được săn. Trang hiện tại của con này khoảng 16-17 cân. Con này thì mình đoán khoảng hơn 2 tuổi. Lưỡi đốm nhiều, răng vẫn trắng tinh, đầu thủ mặt mũi đẹp. Con này chất lông khá là khô, có cái đuôi rất dẻo và đẹp, mình dày, bốn chân không huyền đề, bi cà đầy đủ. Chó này thần kinh rất là tốt và con này nó cũng khá là thuần đấy. Khi mà mua về con này thì mình chưa cho đi săn rắn vì mấy hôm nay cũng bận không có thời gian. Nhưng mà ngày hôm qua, với là trước đây một ngày thì anh em xem video trước là mình có đưa con này đi săn chồn đèn cùng với trong đàn ấy. Con này thì nó có tiếng sủa rất là to và nó đi hơi rất là tốt anh em ạ. Nó đi hơi cũng khá là đúng đường đấy. Khi mà trong đàn còn đang lùng sục ở trong bụi thì nó đã tìm hơi và thoát ra khỏi cái khu vực đấy rồi. Con chó này nó mà chặng khoảng 15-16 cân thì còn đẹp nữa. Bây giờ thì mình đoán nó khoảng độ 17 cân. Có thể thuần lắm. Về thì hôm trước hôm sau là có thể cho đi săn được ngay. Con chó này khi mà mua thì tôi không đi test trực tiếp được. Nhưng mà khi và chủ con chó này có gửi cho tôi mấy cái video họ test rắn và mang đi săn rắn. Và sau đây thì xin mời toàn thể anh em cùng theo dõi mấy cái video mà chủ họ gửi cho tôi nhé. Đây tôi sẽ đăng lên cho anh em cùng xem. Thế còn về tôi thì chưa cho đi săn rắn buổi nào. Con này khá là thuần, vào đàn thì ok, không vấn đề gì cả, đi mọi bầy mọi đàn được và hơi tốt, đuổi khá là nhanh. Rắn thì con này cũng không biết là có cắn hay chưa, nhưng mà con này thì khi mà về đây thì hôm qua hôm kia mình dắt đi vệ sinh thì có gặp một con rắn hổ trâu nhỏ nhỏ khoảng 5 lạng và mình thả nó vào luôn thì rắn hổ trâu con này cũng săn. Tuy nhiên ở vùng Cao Bằng Bắc Cạn, tiếng sủa, tuy nhiên ở cái vùng Cao Bằng Bắc Cạn thì người ta chỉ có rắn hổ mang và hổ chúa thôi, không có hổ trâu. Nhưng mà về đây thử hổ trâu thì con này cũng săn luôn. Cho mọi người nghe tiếng sủa nhá.
này mèo nhà là cũng chơi đấy, hơi rất là tốt. Hai con to đi vào tận dưới này nhé, con bé còn đây. Chua.
Đây, con to đang dưới này nhé. Thử test rán 20 phút nhé. Đây, con rán bé tí rồi, 2 lạng thôi. 20 phút rồi, xem nó có tìm thấy không. Hôm qua vừa về nhé. Chưa thả, để cho nó lôi xích một tí đã. Nó rồi. Do là em nó chạy lên tán ly xong thì em phải gọi lại. Thế là em phải tắt một đoạn video nhé. Rắn chắc là nó vẫn ở trong bụi này thôi. Khả năng là chú chó. Bụi rậm quá thì thôi cũng không cho nó. Chó nhiều thì cũng sợ bị thịt chó anh ạ.